Xin chào các bạn, chị là Lan Anh. Chị sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu một đề văn nghị luận xã hội ngắn 200 chữ về vấn đề phải ghi nhớ quá khứ, vì với quá khứ, người ta xây dựng tương lai. Nào, chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá nhé! Bài làm. Nhiều người trong cuộc sống thường có quan niệm chớ công nệ quá khứ, có tư duy phủi bỏ quá khứ và cho rằng quá khứ không ảnh hưởng gì đến hiện tại, không quyết định hiện tại và tương lai. Nhưng với tôi, phải ghi nhớ quá khứ, vì với quá khứ, người ta xây dựng tương lai. Nếu quá khứ của bạn chứa nhiều niềm vui, hạnh phúc, ghi nhớ nó để mỗi khi áp lực trong cuộc sống, bạn lại có động lực để vượt qua. Nếu quá khứ của bạn chứa nhiều sự thất bại, khổ cực, cũng ghi nhớ nó để rút ra được cho mình những bài học cho riêng mình, để không va phải những sai lầm như thế nữa. Mọi sự kiện diễn ra trong cuộc đời bạn đều không thể cưỡng cầu, nó đều mang lại một ý nghĩa, một giá trị nhất định nào đó. Dù là nhỏ bé, chỉ là bạn chưa nhận ra, hoặc là bạn đã lỡ quên nó đi mà thôi. Bởi vậy, quá khứ không ít thì nhiều, nó gây ra ảnh hưởng tác động đến cuộc đời sau này của bạn. Đồng thời, nó quyết định tính cách, suy nghĩ, hành động của con người bạn trong tương lai. Và cũng nên hiểu rằng, quá khứ ở đây không chỉ là quá khứ của riêng bạn, mà nó còn là quá khứ của cả cộng đồng, của xã hội, của đất nước. Không ai trong số chúng ta, những người đang được sống trong hòa bình và hạnh phúc, được phép lãng quên quá khứ đau thương của dân tộc với sự hy sinh, mất mát của hàng triệu người, với những địa danh đã đi vào lịch sử như Ngã Ba Đồng Lộc, Hàm Rồng, Chuông Bồn, Đèo Ngụ Dạ và Xuân Sơn. Không có sự tri ân nào đối với quá khứ ý nghĩa hơn việc ghi nhớ nó. Quá khứ mang đến cho bạn hiện tại mang đến cho bạn tương lai. Nên dù quá khứ đó có như thế nào đi chăng nữa, đó cũng vẫn là quá khứ của bạn, của xã hội mà bạn đang sống, của quê hương mà bạn được sinh ra. Vì vậy, không được phép quên đi quá khứ, để từ quá khứ bạn xây dựng tương lai. Các bạn thân mến, vừa rồi chị đã cùng các bạn đi tìm hiểu một đề văn liên quan đến câu nói phải ghi nhớ quá khứ, vì với quá khứ người ta xây dựng tương lai. Hy vọng rằng qua đoạn văn này, chúng mình sẽ học thêm cho mình nhiều thông điệp, nhiều bài học quý giá và biết thêm cho mình nhiều cách viết hay hơn nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong những buổi phát audio lần sau.